Thank you.
Yes, I'm eating. Rau bán như nào đấy? Tươi. 5.000 một mớ anh ạ. 5.000 một mớ. Cơm 2 là 10.000 một mớ. Cho vào cái chữ cho to cho em đấy. Anh bán cho em ít lượng. Bài là cơm. Cho có gì ăn cả. Không về đâu. Đi kêu đi kêu à. Chắc không về đâu. Đi không nào. Bốn.
hóa ra họ tỏ khai mà cá áp hóa nè 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 nè
mình đâu. Hả? Em không có bố mẹ. Bố mẹ hả? Không phải sợ, chỉ có làm gì em đâu. Chị nấu cơm cho em ăn mà chị không làm gì đâu. Chị nấu cơm ăn thôi, hôm nay ngủ đây nha, ngủ chị nha. Hôm mai chị đi dậy chị lại đưa em đi tìm mẹ nhá. Đấy đợi chị nhá. Đi nấu rau nhá. Buồn thế. Đói chưa? Đói không? Ăn kẹo đi, chú chị nấu cơm cho ăn. Nha. Nha. Và chị kẹo một chút nhé. Thôi nhìn con nhận. Nha. 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 Sợ chị ạ? Sợ người lạ ạ? Hả? Sợ... Rồi, thôi cái này có gì? Không ăn nữa nha. Được, không ăn nữa. Không đi ăn cơm. Nha, ăn thế luôn. Nha nghe.
ăn kẹo nữa. Chị vừa ăn kẹo nha. Chị vừa ăn cơm nha. Để cơm luôn nha. Oh.
Cứ đi tối xong là đi đón nữa không?
Tắm xong thì làm nhá. Quả đây này, hôm nay đi tắm sạch cho anh nhá. Ô, mất nước rồi, ở đây đợi chị đi xuống nước nhá. Đợi nhá.
như chú chị. Đi chào anh chị thế nào. Mẹ Nam chủ chị. Nam nhìn chị. Nam 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 Nam